Để mọi người phân biệt giữa atiso xanh và atiso tím, đây là atiso xanh, còn đây là atiso tím. Atiso tím lúc con nhỏ thì mình có thể lấy cây con để nấu canh, nhưng bông của atiso tím thì chỉ để phơi và làm trà. Ngược lại, cây atiso xanh thì khi con nhỏ thì không thể nấu canh vì là nó rất là chắc. Còn bông atiso xanh thì dùng để bán tươi.